Hàng chục năm qua thì không hiểu lý do gì mà hàng vạn con cò từ khắp nơi kéo về đây tụ họp. 42 năm trước là cò đã xuất hiện ở đây rồi. Nó về năm 1983. Xe nó chạy Hà Gam mà tại sao nó ở đây điềm nhiên, nó không sợ gì. Giống như kiểu cái điềm lạ gì, cũng thấy lạ gì thôi rồi ông mới để ông bảo quản nuôi luôn còn sao. À, mà bà con ở đây không biết nó là loại cò gì. Năm nay là cũng mười mấy 20 năm rồi đó. Trời ơi, 20 năm trước. Đi rụm từng con vô là nuôi ha, em nói anh là nuôi một nhà luôn. À. Xin chào các bạn, Phú đang đi bên cạnh người đẹp. Đây là con gái của ông chủ vườn cò. Hàng chục năm qua thì không hiểu lý do gì mà hàng vạn con cò từ khắp nơi kéo về đây tụ họp. Như các bạn thấy ha, bây giờ là gần 5 giờ chiều, cò bay về rất là nhiều. Theo em thì sao, lý do vì sao mà cò nó về đây em? Em cũng không có gành nữa à. Chắc hồi xưa thì em nghe cha em nói gì đất lành chim đậu gì đó, em cũng không có gành. À, đất mà lạnh. Em ở đây thì ai cũng nghĩ nó là cái điềm lạ, em cũng không hiểu. Tại vì cái lộ là cặp lộ xe chạy rồi xưa là xong là máy người ta làm ruộng này kia đó anh. Là chạy xuyên suốt luôn, ầm tối ngày luôn. Mà nó ở vẫn ở. À, các bạn thân mến, hồi nãy tới có chia sẻ với Phú là cái vườn cò này á, cái việc mà cò kéo về một cách bất thường như vậy thì đã kéo dài suốt hàng chục năm rồi. À, cụ thể là cách đây gần 40 năm hả em? Là dạ, cò đã xuất hiện. Trên 42 năm rồi. 42 năm trước là cò đã xuất hiện dạ. ở đây rồi. Nó về năm 1983. Là hồi đó là em chưa sinh ra luôn. Dạ đúng rồi. Nó trước em 3 năm. Hồi đó thì mọi chuyện bắt đầu như thế nào, em có nghe bố kể lại không? Thì em cũng nghe cha em nói là tự động nó kéo về chừng vài chục con hả. Rồi đầu nó ở vậy đó, rồi cha em sợ cây cối chết đi. Cha mới bắn khóa cho sớm này kia, người ta thấy cò rồi kia về nó bắn khóa cho nó đi. Bắt cũng như là bắt nó vậy đó anh. Rồi xong rồi nó đi thời gian xong rồi nó kéo về gấp đôi. Cái cha em cũng bắn phá nữa nhưng mà nó đi rồi nó kéo về gấp đôi nữa. Cái cha em nói cái đó là điềm lạ nên là thôi cha em để bảo quản không cho người ta bắn phá nữa. Cái lúc mà thời điểm mà cò mới về là bố em là trồng cái cây gì trong cái vườn mình ạ? Chủ yếu là tầm dông che chút thôi. Hồi xưa là cha em trồng để mà bán cho người ta cắt nhà này kia đó. Nhưng mà nếu mà làm tủa trên những cái cây tầm vong tre trúc như thế này thì anh thấy là nó không tiện cho cò đâu. Bởi vì có thể là mùa mưa gió là tủa cò nó có thể rơi. Nhưng mà em thấy nó làm chắc lắm đó anh Phú. Vậy hả? Em thấy dông bão này kia mà nó vẫn đứng yên ở trên cái bụi tre luôn á. Mình không biết nó làm nó gác làm sao mà mình thấy nó kiên cố lắm. Rồi sau đó là ba em lại trồng thêm những cái cây cổ thụ như thế này hả? Dạ đúng rồi, tại vì thường cái nó nhiều quá, cái ở ngoài người ta vô đã bắn khóa quá đó cha. Em phải trồng những cái cây mà gai này kia trồng vòng ở ngoài. Với lại những cây này là nó khó chết hơn. Tại vì tới mùa nước là bắt đầu anh thấy đi phân nó ỉa như gì nè. Là bắt đầu nó bị nóng là nó chết cây hết, mỗi năm là cha em phải trồng lại cái khác. Đúng rồi, cò mà nó ị xuống mà đến nỗi mà chết luôn cây á các bạn. Phú đang đi ở cái không gian như thế này là bạc ngàn phân cò luôn rồi. Em nói nhưng mà anh vẫn chưa hình dung được về cái nguyên nhân cốt lõi mà cò về á. Đó là ban đầu bố em cũng xua đuổi nó đi. Nhưng rồi. Mà cuối cùng là càng xua đuổi thì nó về càng nhiều. Dạ. Rồi sao, động lực nào khiến bố em là cha là, em nói là nuôi dưỡng cái đàn cò? Cha em nói giống như cái đó là cái điềm lạ mà em chỉ nghe là cha em nói vậy thôi, giống như kiểu cái điềm lạ gì cũng thấy lạ vậy thôi rồi ông mới để ông bảo quản nuôi luôn còn sao. Thì nuôi luôn là bắt đầu từ nó sẽ kéo về nhiều hoài vậy đó. Cha em nói là khoảng 5 năm sau là bắt đầu nó đẻ trứng luôn. Tức là 5 năm sau từ khi cái thời điểm mà nó bắt đầu cò về đó là nó làm tổ rồi nó đẻ trứng ở đây luôn. Dạ. Vậy là bây giờ tính ra 40 mấy năm trước, vậy là thế hệ cò này là thế hệ cháu chắc chút gì. Từ cái việc mà yêu thương bảo quản chăm sóc đàn cò thì bây giờ là gia đình mình cũng như, giống như là được đền ơn ha. Dạ. Ở đây trở thành một cái điểm thu hút khách du lịch có tiếng ở miền Tây các bạn. Mỗi khi mà ghé Cần Thơ thì rất là nhiều du khách chọn đây là cái điểm tham quan giống như là một cái khu du lịch sinh thái gì đó. Ở đây thì có những cái chòi ngắm cò, lát nữa thì Phú sẽ lên đó và quay cái khung cảnh thiên nhiên rất là thơ mộng cho bà con cô bác mình coi ha. Kính thưa các bạn, Phú đang ở một cái khu rất là đặc biệt. Nơi đây thì không hiểu vì lý do gì mà hàng chục năm qua hàng vạn con cò là nó tụ về đó. Và trong cái số cò đó thì xuất hiện một con cò rất là lạ, rất là to, mà bà con ở đây không biết nó là loại cò gì. Và chủ nhân của khu đất này đặt tên nó là cò sói vì cái đầu của nó là nó bị sói các bạn, nó rụng tóc. Đây bây giờ mời các bạn gặp cô Hoa, chủ nhân của vườn cò,
và chúng ta nghe câu chuyện về chú cò độc lạ này. Cô Hoa ơi, cái con cò này là nó xuất hiện như thế nào? Cô kể lại cho cô nghe được không? Trong một hôm kia là tôi đi ra vườn để tôi lượm những con cò con rồi nó rớt xuống á. Dạ. Rồi sau gặp nó ở ngoài vườn á, nó cũng bị bệnh rồi nó rớt xuống. Mà có một mình nó thôi. Dạ. Tôi thấy vậy tôi ôm vô rồi tôi chăm sóc nó, lo lắng cho nó rồi nó mạnh lại tôi nuôi luôn tới giờ đó. Năm nay là cũng mười mấy 20 năm rồi đó. Trời ơi, 20 năm trước. 20 năm trước thì nó có to bằng vậy không? Không, nó nhỏ. Dạ. Ừ. Nuôi thì nó là bờ lớn vậy đó, cho hồi mới lụm vô là nó nhỏ. Mình có thể thả nó ra không à? Thả ra được, nhưng mà mình sợ nó ra ngoài cái người ta bắt á. Dạ. Chứ còn đi thì nó không có đi, nó đi vòng vòng 1-2 ngày rồi nó về, nó cũng vô chuồng. Dạ. Còn cái vấn đề mà nó ra ngoài nó bị người ta bắt rồi là kể cho nó nghỉ về. Dạ. À, cô có thử tìm hiểu ở đây là loại cò gì không à? Cái này họ mỗi lần mấy ông mà đi lại đây á, thì mấy ổng bên nước ngoài á, mấy ổng có nói cái tên nhưng mà tôi không, bây giờ tôi không có nhớ cái tên của nó. Dạ. Tên đó thì cũng hơi nó cũng quý hiếm trong sách đỏ đó. Dạ. Nhưng mà ở đây là nó không có, nó làm như thế nó ở đâu ngoài biển rồi nó bay ngang đây rồi nó bị bệnh nó rớt xuống đây á. Dạ. Mấy lụm chứ còn chỉ lạc loài có mình nó thôi. À, như vậy thì nếu nó quý hiếm như vậy thì có lẽ là trong 20 năm qua thì cũng có người là ngỏ lời để mua lại chú cò này không à? Hồi đâu khoảng 5 năm về trước á, có cái bà Mỹ đó, bà lợi bà đi coi cò đây nè, bà lợi bà kêu bán cho bà đi, đặng bà thả. Tại vì bà thấy nhốt nó bà không có cam lòng. Yeah. Rồi bà kêu bán cho bà 20 triệu bà thả. Yeah. Nhưng mà đằng này không có dám bán, là vấn đề là sợ bán bà thả ra cái nó đi ra ngoài đồng cái người ta bắt ta bằng thịt nó. À. Thành ra không có bán. Yeah. Rồi để nuôi luôn tới giờ là cũng cả 5-7 năm nữa rồi đó. À, nhưng mà mình cũng thử thả thì nó cũng không có đi không. Đâu xa hả? Nó đi vòng vòng rồi thì nó cũng trở về, mà mình chỉ sợ cái người ta bắt thôi. Yeah. Ta bắt là nó không có đường về, thành ra không dám thả. Đó các bạn. Không thả ra là không phải là không thương nó, mà là sợ nó là ra ngoài kia là người ta bắt, người ta bẫy làm thịt tội nó. Như các bạn ha, đây là được xem là con cò tổ ở cái vườn cò Bằng Lăng này, bởi vì tuổi đời của nó rất là già. Dạ, ước đoán nó chắc cũng phải là 20-30 tuổi rồi đó. Đó mà nó có kích thước trọng lượng nó cũng rất là to nữa các bạn, to nhất trong tất cả các loại cò có mặt ở đây. Các bạn xem clip này các bạn đoán thử đây là con cò gì ha, chứ Phú chịu thua rồi đó. Khi mà mình bắt những con cò bố cò mẹ xong là những cái ổ cò con này nó sẽ bị chết. Ủa vậy hả? Dạ, tại vì khi mà cò bố với cò mẹ bị bắt chết rồi thì đâu có ai, đâu có con cò cha cò mẹ để mà đem mồi về nuôi nó đâu. Ôi giời ơi. Thì tất nhiên là nó phải chết. Buồn ha. Thôi mấy anh chị nào mà mê thịt cò thì thôi bỏ nha các bạn. Chứ xung quanh đây là em đây chia sẻ là rất là nhiều người họ bẫy cò đó. Mà bẫy cò đó thì cò bố mà cò mẹ mà lâm nạn đó, thì cò con ở nhà là nó không có thức ăn là nó sẽ qua đời tội đó nó. Anh, đó giống như vậy là nó sẽ rớt trong. Ôi giời ơi, là một con cò. Đó là cò con đó anh. Ủa cò con hả? Dạ. Là chờ thức ăn không về mà không có dạ. Đó hả? Dạ, bắt đầu nó phải đi kiếm vòng vòng để không có thức ăn thì nó sẽ chết. Có cách nào mà mình cứu những cái con cò như vậy không ta? Ví dụ không, như nó ở trên ổ là mình không có làm gì được nó hết trơn anh. À. Trừ khi nào mà nó rớt xuống đây thì mình lụm vô mình nuôi thì mình đi mua cá nhỏ nhỏ về mình chăm bón nó từ nhỏ. À, có khi nào em chăm bón một chú cò ở trong đây không? Dạ có, nhưng mà cái ít lắm anh, tại vì mình nuôi những con cò nhỏ đó nó rất là khó sống. Nó chỉ có là bố mẹ của nó là chăm nó thôi. À. Chứ nhỏ gì mình đem cho mình nuôi rất là khó. Ừ. Có những con bự bự như con chết nãy ha, là anh sẽ nuôi nó sống. Ừ. Còn những con nhỏ nữa là anh nuôi khó sống. Như ví dụ nuôi là em sẽ đi bắt tôm bắt tép cho nó ăn hả? Mình đi chợ mình mua những con cá nhỏ nhỏ nhỏ, cái lòng tông, cá rô này kia nhỏ nhỏ đó. À. Mình về mình cho nó ăn, mình đút cho nó ăn. Ừ. Anh nghĩ cái mà việc mà thu hút đàn cò như thế này mà nó về đây nhiều là do cái lòng tốt của gia đình mình á. Ừ. Dạ, thay cha, vì mình bẫy, cha em yêu thiên nhiên lắm. Vậy hả? Dạ. Cha em bảo quản dữ lắm. Ồ, cha em mà lúc còn sống kìa, anh mà vô sớm thấy đi lụm từng con vô là nuôi ha, em nói anh là nuôi một nhà luôn. À. Nó đi theo chân cha em dữ lắm. Ừ.
Các bạn thân mến, đi giữa cái không gian này thì có cảm giác như là đang bước vào một cái khu rừng củ cò vậy. Ở đây thì chằng chịt tre, trúc, nứa và cả những cái cây cổ thụ to lớn. Như phía sau các bạn thấy một cái cây này mà Phú không biết là cây gì mà nhìn nó rất là thô. Cây gòn đó anh. Cây gòn hả? Dạ, cây gòn. Oh. Nó có trái nhóc á. À nè các bạn, này trên này rất là nhiều gòn này đó. Cái màu trắng của gòn hợp với cái màu lông của cò. Nhưng mà cây này nó đậu không, nó không đẻ. Vì sao? Em cũng không rành nữa. Nhưng mà những cây bơ sọp như vậy thì nó đã đẻ ổ rất là nhiều. À. Còn cây này thì em nghĩ chắc nó nằm cao quá, sợ gió hay sao. Gió nó sẽ rớt ổ hay sao. Em có chồng chưa? Em hả? Ừ. Em hai con anh. Ủa vậy hả? Gái em học lớp 10 à. À. Lấy chồng sớm thế. Ờ, em 23 tuổi mới lấy chồng á. Ở quê 23 là ế. Bảy cô con gái về có chồng hết rồi không? Dạ. Em là thứ mấy? Em thứ 8. Wow, cũng... Còn dạ, gái Úc. Em Út của em là nó cũng 30, 34, 35 tuổi rồi. Ờ, con cũng có hỏi thăm con gái cô về nguyên nhân vì sao mà cò nó không tụ tập ở nơi khác mà nó đổ về đây á. Thì cũng chưa thật sự là lý giải được cái nguyên nhân của nó. Còn cô từ góc nhìn của một người chủ thì cô thấy là do đâu mà cò về vậy cô? Mình thì cũng không hiểu cái vấn đề của trời đất, của thiên nhiên. Yeah. Hồi lúc đó thì cũng khổ lắm. Mua được có một phỉnh đất à, rồi cái lên bờ trồng tre với tầm dông. Tức là 40 năm trước á? À, 40 năm trước á. Tre với tầm dông, cái tự nhiên sao nó về. À. Nó về cái năm đầu á thì... tôi không có quan tâm, để cho người ta bắn phá. Rồi cái nó đi cái qua năm sau nó về tiếp. Mà liên tục là 3 năm như vậy. Rồi tôi thấy kỳ quá, sao cái bầy cò này nó cứ về mình hoài. Cái tôi không cho bắn phá nữa, tôi đăng bản lên, tôi nói vườn cò nuôi yêu cầu đừng bắn phá. Cái rồi người ta ít phá đó. Yeah. Cái nó kéo dao về luôn. Yeah. Nhưng mà nó về, không phải mà nó về trong 5-3 năm mà nó đẻ đâu. Tới 10 năm sau nó mới đẻ. À. Nó về hồi năm 83, ừ. Tới năm 93 nó mới đẻ. Wow. Ừ. Rồi hồi lúc đó cũng khổ lắm, đẻ nó đẻ thì nó đẻ, để cho nó đẻ. Chứ mình đâu ấy, có nhiêu đất hả, đi bằng mướn ăn còn để cho nó ở. Là cụ thể là bao nhiêu đất ạ? À? À, hồi lúc đó mới mười mấy công hả? Sau này mua thêm nữa là được gần 20 công. Dạ. Tức là 20 cái công đất đó mình dự định là trồng cây để mình thu hoạch. Mình bằng lúa. Bằng lúa. Bằng lúa để sống trong gia đình. Ừ. Nhưng mà cuối cùng là mình dành hết cho cò như vậy thì mình sống bằng gì ạ? Đi bằng mướn ăn. Có đất thì cho cò cò ở, còn đi làm mướn. Ừ, là nghĩa là mình đi làm mướn đi đất người khác. Ừ. Dạ. Người ta, thí dụ người ta bằng cỏ lúa thì người ta kêu mình, người ta kêu cắt lúa thì người ta kêu mình đi làm. Dạ. Rồi mình về mình sống nuôi con, còn cò thì để cho nó y đó, cho nó sống. Dạ. Rồi sau lại ở Cần Thơ là mấy ông ở dưới, mấy ông mới hay, mấy ông mới lên, mấy ông mới kêu mình đó là gìn giữ nó đi. Đừng cho người ta bắn phá mà mình cũng đừng bắt luôn nữa. À. rồi nuôi ra cái thằng nghe lời mấy ổng rồi gìn giữ nó, rồi bắn không cho ai bắn phá nữa, rồi nó phát triển lên, nó kéo nhau về càng ngày càng đông. Dạ. Rồi nó càng đẻ ra thêm nhiều. Dạ. À, cái mà mục đích mà để gìn giữ theo lời kêu gọi của những chuyên gia của Cần Thơ ấy là để cho đàn cò này bảo vệ cái ruộng lúa cũng như cái nền nông nghiệp của Cần Thơ phải không ạ? À? Cái ngày nông ở nông nghiệp á, thì chỉ có con cò ruồi là nó ăn sâu. Yeah. Ăn nhái đồ này kia cái nọ đầy đồ đó là nó có lợi về bên lúa của mình. Còn cái cò cá ăn cò trâu đó thì nó chỉ ăn cá thôi chứ nó cũng không phá lúa mình nữa. Yeah. Thành ra xanh quanh đây lúa nó không có bị thiệt hại. Yeah, yeah. Mà nó có lợi cái là qua cái mùa mà con cò ruồi nó về đó là đất nào có sâu là nó quất hết. Vậy là bà con nông dân tính ra là phải cảm ơn cô Hoa đó. nhưng mà bản thân con thấy là nếu mà mình nuôi cò một cái số lượng lớn như vậy thì cây trái trong đây là nó chết dần theo năm tháng. Theo năm tháng, bây giờ thưa đó chứ hồi đó cây dày lắm luôn. Dạ.
cây dày rồi cò cũng nhiều nữa. Bây giờ cây nó đã bị thất thu rồi cho nên cò nó cũng hơi giãn, hơi giãn cò. Các bạn thân mến, là nguyên nhân mà cây nó không thể phát triển tốt dưới cái sự bành trướng của cò, bởi vì là cái phân của cò là nó phủ trắng cây và làm cho cái quá trình mà quang hợp nó diễn ra một cách khó khăn, nên cây là nó kiệt quệ, phải không cô? Đúng. Cây nó kiệt quệ, nó chết bớt. Mà cô bỏ đất cho cò ở rồi nuôi cây hết lứa này đến lứa khác phục vụ cò như vậy, thì cò có mang lại một cái niềm vui, một niềm hạnh phúc nào cho cô không? Cũng có. Chiều dây đà, nếu mà buồn buồn thì dòm lên trời thấy nó bay về, tỉa 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 về, nó lạng qua lạng lại về, thấy nó cũng vui lắm. Với lại mình thấy cái thì hồi xưa là mình khổ cực cho nó thiệt, nhưng mà sau này khi mà nó thành lập, nó ở mình thiệt thọ rồi, nó đẻ trong đó rồi thì khách người ta đi lại tham quan á, mình cũng thu được cái lợi là thu tiền người ta vô vườn. Tức là ban đầu xuất phát từ tình thương dành cho đàn cò lạ, mà qua bao năm tháng là giống như là con cò nó trả ơn cho cô vậy á. Thì hiện nay gần đây thì khách du lịch từ khắp nơi kéo về rất là nhiều, và ai vào tham quan vườn cò thì họ có chia sẻ, họ có đóng một phí ít, một vé là bao nhiêu cô nhỉ? 20. Có 20 ngàn thôi. 20 ngàn thôi. Trời ơi. Ừ. Nhưng mà từ hồi bị bệnh tới bây giờ đó, dịch bệnh tới giờ là khách giảm. Khách giảm. Dạ. Khách giảm cho nên chủ vườn phải khổ. Dù chủ vườn là năm nay là cô là mấy mươi rồi hả? 75 ở ngoài, 74 ở trong giấy. Dạ, 75, 74 thì đâu có thể đi làm mướn nuôi cò như ngày xưa nha cô nhỉ? Sợ rồi. Trời ơi, có lẽ là ở Việt Nam này không có nhiều người mà dũng cảm mà hy sinh mấy chục công đất để đi, rồi mình lại đi mướn đất, thuê đất ở chỗ khác để nuôi cò như cô Hoa đâu ha. Chú, con nghe nói thì chú cũng rất là tâm huyết trong cái việc mà nuôi dưỡng bảo vệ cái đàn cò này. Ông bảo vệ kỹ lắm á. Hồi lúc ông còn sống là ông đi ra, sáng ngày ông đi ra là con nào rớt xuống nhỏ nhỏ đó ông lụm hết. Vô thì có khi ông đút mồi cho ăn, còn có khi thì để là trở lên ổ. Cho nó mẹ nó quản dưỡng nó. Tức là những cái con cò mà kiểu như là nó bị rơi khổ tổ đó là chú cứu nó. Cô, còn cô thì bản thân cô thì có lần nào mà cứu cò không? Cũng có, mình cũng có đi ra đó, mình cũng gặp nó rớt, mình cũng lượm vô rồi mình quản dưỡng nó, khi mình cho nó ăn, khi mà mẹ nó đút mồi mà nó bị rớt xuống rồi mẹ nó không đút được đó. Nó lo con trên mồi, trên ổ không, còn con dưới đất là nó không có lo được á. Rồi mình lượm vô mình cho ăn, thì nó tỉnh lại, nó mạnh khỏe lại thì mình đem ra mình để lên ổ. Kính thưa các bạn, Phú đang bước bên cạnh cô Hoa, chủ nhân vườn cò Bằng Lăng, mà cô cùng với chồng 40 năm trước đã phát tâm hy sinh là hàng chục cái công đất để nuôi cò. Một cái nghĩa cử mà Phú nghĩ là bà con, nhất là bà con nông dân miền Tây, cụ thể là ở vùng Cần Thơ, cần phải ghi nhận. Không ít người dũng cảm đi làm mướn mà để nuôi cò đâu các bạn. Ủa sao? Đây là coi chừng hy sinh nha. Hy sinh cái gì cô? Nó ỉa. Hy sinh mái tóc hả? Sinh mái tóc, hy sinh mái tóc mà còn hy sinh đồ nữa đó. Dạ. Đây các bạn, cô kể là vào những ngày mưa giông á, là cô cùng những người trong gia đình là phải đi kiểm tra xem thử là cò con nó có bị rơi khỏi tổ không và cứu nó. Như các bạn thấy ở đây là có rất là nhiều trứng. Đây là trứng cò, nó to vậy đó hả cô? Trứng cò đó. Trời nó ơi. Nở con nó rồi, còn cái đó là cái vỏ đó. Phú không hình dung là trứng cò nó lại to dữ. Wow. Hai bộ đó. Cái ổ đó hả? Ổ đó, ổ nhóc hết trơn đó. Một cái cây đó là biết bao nhiêu ổ chưa đó. Mày nó cũng nở nhiều rồi cho nên trứng nhóc. Trứng cái vỏ nhóc. Cái trứng còn nguyên nữa hả? Cái vỏ. Vỏ không hà. Một con cò mà khi mà nó có bầu thì nó sinh ra được bao nhiêu trứng cô? Có 4 trứng à, một ổ vậy đó có 4 con thôi, nở ra 4 con thôi. 4 con. 4 con rồi một cặp đó nó nuôi là vừa, chứ còn nếu mà đẻ nhiều nữa thì nó nuôi không nổi đâu. Dạ.
Tại vì đi lừa bắt cá đồ này kia nọ nó hơi cực khổ hơn đó. À, con không hình dung được, không hình dung được là buổi sáng là con cò mẹ, con cò cha nó sẽ bay đi rồi nó mang cá ở chỗ nào, nó có quẩy cái vỏ không? Nó ngậm miệng đó đi về nó ọi gà thôi chứ nó không có cái túi cũng như thế cái mấy cái con mà đà gà đãi đồ đó. À. Vậy là ví như là con quan sát nó thấy nó ngậm mà ngậm nhiều nhất là được bao nhiêu con cá? Nó ngậm thì nó nuốt vô tới đâu được nửa chừng cổ này nó ọi ra thì khoảng chừng ba con thôi. Dạ. Nhưng mà trong hành trình mà đi tìm thức ăn như vậy các bạn, nhiều con cò là nó bị lâm nạn, là nó bị bẫy. Dạ. Nên là nó không về được để nuôi con nó, và con nó là nếu không có sự phát hiện mà cứu giúp kịp thời của cô Hoa cũng như những người gia đình đó, thì những con cò con nó sẽ ra đi. Đó. À, các bạn thân mến, dù chỉ là một khu đất tư nhân thôi nhưng mà đây giống như là một viện bảo tàng của các loại cò Việt Nam gì đó. Trên cái bản giới thiệu thì Phú thấy rất là rõ ràng á, thì có ghi là vườn cò Bằng Lăng là thuộc khu vực Thới Bình 1, Thuận An, Thốt Nốt. Vườn cò thuộc sở hữu của ông Nguyễn Ngọc Thuyền, sinh năm 1930, được hình thành một cách tự nhiên từ năm 1983, tức là cách đây đã 41 năm rồi. Đó, diện tích ban đầu của vườn cò này thì chỉ có hơn 13.000 m2 thôi, nhưng mà đến nay thì vườn cò đã được mở rộng ra tới là hơn 16.000 m2. Vườn cò được ước tính có khoảng là 30 vạn con cò các bạn, 30 vạn tức là 300.000 con. Đa dạng các loại cò, một số loại cò phổ biến nhiều nhất là loại cò nhỏ là có cò ngà mỏ vàng, cò quắm, cò cá mỏ đen. Nhìn chung những loại này chỉ nặng chừng vài trăm gram. Lớn hơn là có cò ma, cò rằn, cò xanh, cò ruồi, cò mỏ vàng. Với số lượng cá thể mỗi đàn đông tới hàng nghìn con, thậm chí là hàng chục nghìn con. Khoảng 6 đến 7 giờ sáng thì từng đàn cò sẽ rời khỏi ngọn cây, tỏa đi khắp nơi và nó về vào khoảng là 7 giờ đến 18 giờ. Nghĩa là cò ở đây thì nó làm việc trong giờ hành chính giống như bà con của chúng ta vậy đó. Buổi sáng là 6-7 giờ là nó đi tìm cá về. Rồi 7-8 giờ chiều là nó lại về ha, rồi mang theo cá để nuôi con. Thời gian mà ghé vườn cò ngắm cảnh đẹp nhất là vào lúc 5 giờ chiều, mà đi bên cạnh được một cô áo hồng thì càng tuyệt vời. Thì bây giờ Phú sẽ thử ngoạn cái cảm giác đó. Đi em. Ô em, có gì là nó có đứng trên đột cây vậy chứ không chui vào tổ à? Nó có, chắc em nghĩ là con mẹ nó sẽ vào tổ, còn con trống nó sẽ đứng ở ngoài. Mình đoán vậy thôi chứ mình cũng không biết con nào trống con nào mái. Đó các bạn. Cò mà đứng trên mấy cái đột cây là nghi là mấy con cò cha. Đứng là để nhường lại cái khoảng không cái trong cái tổ cho thoải mái. Ủa, cái gì mà nó kêu dữ em? Có cái gì nó nổ, cái nó hết hồn, nó gộ lên anh. Nhưng mà cái con gì nó kêu kìa, nó gầm gầm. Nó đó, là cò đó, cò vòng vòng nó gộ lên á. Ôi giời hả, nó dạ. Kêu to vậy hả? Dạ. Ồ, các bạn đang nhìn thấy là có ba con cò con đang đứng trong tổ đó. Chắc có lẽ là đang chờ mẹ về để đút mồi á. Rồi như giờ ban đêm em mà bước vô đây mà nghe tiếng cò mà nó kêu đồng loạt như vậy cũng hơi sợ nha em nha. Không, nhưng mà ban đêm nó về xuống đủ hết trơn rồi là nó rất là im lặng luôn. Ôi giờ đi nguyên đẹp quá chưa. Lúc mà nó đang về nó gộ gì đó, chứ khi nào mà nó về đầy đủ hết rồi là anh thấy nó yên tĩnh lắm. Rồi ơi các bạn coi rợp trời cò luôn các bạn nè, màu đen với màu trắng nó pha lẫn vào nhau. Màu đen là con cồng cọc hả em? Dạ đúng anh. Wow, tuyệt vời, đẹp quá. Em là cò này nó giống như nó đi làm giống như giờ hành chính em ha. Dạ. Sáng đi chiều tối về ha. Dạ. Mà em biết nó làm ở khu vực nào không? Em nghĩ chắc nó làm đủ chỗ hết anh ơi. Làm đủ chỗ à? Nhưng mà tại số lượng nó nhiều quá nè. Nếu mà một chỗ ta tiễn không hết. Nhưng mà chắc là đi tìm cái chỗ thanh bình chứ còn vô thành phố là không vô rồi đó ha. Dạ đúng rồi. Đó các bạn mà nhìn cò quá trời là có cò đẹp trời luôn. Kìa kìa, anh thấy con cò mẹ nó về không? À. Chỗ cái ổ ba cò con đó. Đó các bạn, con cò mẹ vừa về và đang đút mồi cho con cò con. Nó anh nghĩ gì đi, người ta bắt chết con cò mẹ rồi đó, những cò con vậy là nó sẽ không có ai nuôi nó được, là nó sẽ chết. À, nên là mà, bà con mình mà khi mà bẫy cò là nhớ tới hình ảnh này nha. Mà mình bẫy một con cò mẹ là 3-4 con cò con là nó trông chờ trong tuyệt vọng. Dạ. Phú đang chứng kiến hình ảnh là rất là nhiều cò mẹ tha cá tha mồi về đút cho con, thì câu hỏi đặt ra là có khi nào
con cậu mẹ nó đi về làm tổ và nó nhận làm đứa con, nó đút cho con của con cậu khác, còn con mình thì đói không? Thì nhà em lý giải vụ này có khi nào nó nhầm không? Em thì em thấy nó không có nhầm rồi đó. Tại vì thường là những con cò nào mà nó vô, con cò con phải không? Nó đói quá, giống như con cò mẹ mới hì đi, nó bị bẫy chết rồi á. Là những con cò con nó đói quá, nó sẽ bò qua tổ con khác, là những con cò mẹ nó sẽ mổ hết. Nó mổ nó không cho vô, nó mổ là có thể là chảy máu, có thể là văng xuống đất luôn. Tức là mấy của con cò khác mà vô tổ hả? Dạ đúng rồi, giống như cái kiểu mấy cái ổ anh thấy đấy ha. Mà con cò mẹ mà nó bị bẫy chết rồi là những con cò con nó đói quá là nó sẽ bò qua những cái tổ của những cái tổ con khác. Là mẹ của những cái tổ con khác đó nó sẽ mổ mấy con cò này. Nó không cho vô tổ. Nó không cho vô tổ. Nên là em nghĩ là nó sẽ đậu đúng cái căn cái tổ của con đó. Mà cái điều gì để nó nhận ra đây chính xác là con mình, còn kia là con của người khác đó, thì chắc là nó cũng như con người chúng ta thôi các bạn. Các bạn nhìn vô là phát là các bạn nhận ra con của mình liền. Mặc dù thì trong bề ngoài thì con cò nào nó cũng giống con cò nào, nhưng mà có lẽ là có một cái đặc điểm nhận diện riêng em ha. Dạ đúng rồi anh. Đó nè, mẹ lên luôn nè. Trời ơi, chân mẹ em yếu. Người phụ nữ hơn 40 năm nuôi cò rồi đó các bạn. Đang 40 năm nuôi cò, nuôi một bầy con nhỏ. Giờ đứa nào nó bự hết trơn. Các bạn tưởng tượng nha, đi làm thuê nuôi 30 vạn con cò cùng với 9 đứa con, trong đó có 7 cô gái. Đứa nó bay lớn vậy đó. Mà cô ơi, hồi đó người ta nói cái câu gì mà uổng công bắt tép nuôi cò, đến khi cò lớn thì cò liền bay đi đó ha. Nên nuôi cò là thường đó, là mình người ta nói là nuôi uổng công á. Nhưng mà cô thấy là có uổng công không? Không có uổng công. Tại vì mình nuôi nó trả ơn mình khách vô giường á. Mình có được thu tiền á. Còn nuôi con gái mà nuôi 7 cô con gái lớn lên nó lấy chồng mất tiêu, có cô nào nó ở lại nhà rồi ngủ lại với mình chăm sóc mình không? Chắc cũng có à. Cũng có rồi lay rai. Đứa nào nó có chồng gần thì nó chạy về tới nuôi với mình. Lo miếng ăn giấc ngủ. Còn trước đó thì cô chắc hiểu cái tâm nguyện của chú là gìn giữ cái vườn cò này mãi mãi hay sao ạ? Như vậy là mấy chục ngàn cái mét vuông đất này là mình cuối cùng mình không chia cho con cái gì, cứ để nuôi cò chơi vậy thôi. Để nuôi cò chơi vậy đó. Cái vườn cò này tôi thấy một cái chuyện lạ là tại sao ở bên đó là cái đường đi xe nó chạy hà gầm, còn mỗi lần thì ở dưới cái đường bên kinh đó thì tàu nó chạy sáng đêm. Mà tại sao nó ở đây điềm nhiên, nó không sợ sợ gì trơn, nó cũng vẫn ở với mình. Và mình thấy cái đó là cái lạ. Tức là dù xe cộ tiếng ồn rất là nhiều nhưng mà cò vẫn về đây. Chưa biết là coi như là ở dưới sông đó là mới có cạn một năm hai năm nay thôi, là người ta ghe xuồng ít đi thôi, còn mỗi lần là ghe máy chạy hà rầm luôn. Có khi là chạy sáng đêm luôn, còn ở trên bờ thì xe Honda chạy. Là tiếng ồn nó dữ lắm chứ, mà tại sao nó điềm nhiên nó ở đây. Còn Tết đó thì bắn đốt pháo dục cái đùng thì nó la lên rộ lên cái rồi nó cũng điềm nhiên nó ở đó. Rồi kiểu như là cái lứa cò cố rồi tới cò mẹ rồi cò con nó truyền tay cho nhau rồi đó, rằng đây là cái mảnh đất có thể là sinh sôi nảy nở nên là nó cứ thi nhau làm tổ ha. Cô ơi, thì khi mà clip này mà xuất hiện trên Độc Lập Bình Dương á, thì con nghĩ là du khách người ta sẽ để ý và người ta tìm về vườn cò mình tham quan rất là nhiều. Thì cái dịp này cô có thể là chia sẻ thêm với cộng đồng những cái ước mơ riêng thêm của cô không? Nếu có cơ hội cũng có ước mơ chứ. Ước mơ gì cô? Ước mơ bây giờ làm sao cái vườn cò nó hoàn chỉnh lại như xưa, đặng cho vườn cò nó nhiều cho khách người ta đi lại tới, người ta hài lòng, người ta đẹp mắt. Nghĩa là cái khu này các bạn hiện nay thì nó hơi vắng khách nên là vắng khách. Và cái việc mà vắng khách như vậy thì nó gây khó khăn cho cái việc mà chăm sóc rồi để cho vườn đầu tư cho vườn cò nó đẹp hơn, nên là Phú hy vọng là clip này xuất hiện sẽ giúp vườn cò này được nhiều người biết đến. Và khi mà các bạn mà ghé Cần Thơ thì nhớ là tham quan một cái khu du lịch sinh thái như thế này nha các bạn. Cô Hoa, tụi con từ Bình Dương, Độc Lập Bình Dương tới thăm cô Hoa với lại tham quan cái vườn cò
bằng lăng của mình. Dạ. Có một ít quà từ Độc Lại Bình Dương con xin tặng cô Hoa. Rồi cảm ơn hết mấy chú nha. Dạ, dạ. Vườn hoa, vườn cò của cô Hoa đẹp quá. Với lại cô Hoa, nếu mà khán giả trên kênh Độc Lại Bình Dương khi mà xem á mà rất là thích cái vườn cò mà muốn tham quan á thì liên hệ với cô Hoa như thế nào ạ? Thì tôi có số điện thoại nè. Dạ dạ, cô Hoa có thể đọc để khán giả biết ạ. Dạ, 0917 349 394. Rồi cả nhà mình nghe hết chưa ạ? Nếu mà khán giả mình Độc Lại Bình Dương á mà xem clip này mà thích thì có thể đến ở vườn cò Bằng Lăng ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ để gặp cô Hoa cũng như là tham quan vườn cò ạ. Dạ, giỡn đoàn của chú ở Bình Dương xuống tới đây mà tôi không có gì để làm quà hết, vậy đã tặng cái này để về cho đoàn làm kỷ niệm tới vườn cò của cô Hoa Bằng Lăng. Dạ con cảm ơn cô Hoa nha. Ô cái này là cái lông cò hả cô Hoa? Cái lông con cò sói, con cò rất à. Rồi con một lần nữa con xin cảm ơn cô Hoa nhiều nha. Dạ, cái quà này là hạt quà độc lạ này, không có đâu có đâu. Cái quà độc lạ. Dạ, là khán giả đây là con nó tự rơi ra chứ không phải là phố xuống đây rồi cô vặt lông cô tặng phố luôn nha. Nên là khán giả tới chơi là nếu mà có cơ hội mà thấy lông nó rơi thì xin cô Hoa chứ đừng có tới vặt cái lông con còn sói tội nó. Nó hôm nay nó cũng trùm trèm tuổi của phố rồi ha. Lông lá cần được bảo vệ cẩn thận. Rồi cảm ơn cả nhà.